Hôm nay mình sẽ chiến đấu cái bộ 10 đề thi thử 8 điểm, đó, chuẩn trúng, được chưa? Nào, câu số 1 ạ. Câu số 1 của đề số 1. Chất nào sau đây tan trong nước mà tạo thành dung dịch có màu vàng? Câu này hơi hack não một tí nhỉ. Câu này hơi hack não một tí. Chất nào sau đây tan trong nước thành dung dịch có màu vàng? Thì đầu tiên nó phải thỏa mãn điều gì? Nó phải thỏa mãn điều tan trong nước, các bạn hay bị nhầm ở chỗ này. Thì để mà nó tan trong nước thì FeOH 3 lần nó là chất kết tủa màu nâu đỏ, nên nó không tan nên không thể tạo thành màu vàng được, loại trừ nhá. Các em nhớ cho thầy là COSO4 này này, thì cái anh này mà tan thì tạo thành dung dịch đồng 2 cộng, và dung dịch đồng 2 cộng của chúng ta thì nó luôn luôn có màu xanh chứ không phải màu vàng, đúng không? Ok chưa? Na3PO4 thì nó tạo thành dung dịch không màu, không màu. Vậy màu vàng ở đây chính là màu anh này tan trong nước này. Fe2 muối ngậm nước, Fe2SO4 3 lần ngậm chín nước, thì khi mà nó tan trong nước ấy thì nó sẽ tạo thành dung dịch muối sắt 3 cộng. Và với dung dịch muối sắt 3 cộng này thì nó sẽ cho ta màu vàng, và đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các em nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Hai ạ, chất nào sau đây là chất điện ly mạnh ạ? Thì chúng ta phải nhớ rằng là trong điện ly ấy, thì nó chia thành chất điện ly và chất không điện ly. Thì cái chất điện ly á thì nó có chia thành điện ly yếu và điện ly mạnh, đúng không ạ? Thế thì điện ly mạnh là gồm những chất nào ạ? Các bạn còn nhớ không? Điện ly mạnh là gồm những chất nào? Nào các bạn cùng 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 thử nói thầy xem nào, điện ly mạnh là gồm những gì? À, điện ly mạnh của chúng ta là gồm gì ạ? Là gồm các axit mạnh, đúng không ạ? Gồm các bazơ mạnh. Và hầu hết tất cả các muối thôi, các em chỉ cần nhớ thầy tất cả các muối thôi, chứ các em không cần phải nhớ cái lang thang thêm là muối của không phải nhớ thêm là trừ muối thủy ngân đâu, bởi vì trừ muối thủy ngân nó rất ít thi. Thế vậy là ngay lập tức là dựa vào những cái này của thầy thì chúng ta đã chọn được đáp án gì các em nhỉ? Thì ở trong này thì CH3COH có phải là chất điện ly mạnh không? Nó là axit mạnh hay là axit yếu ạ? Đúng không? CH3COH là axit yếu, đúng không? Nên nó không thể là chất điện ly mạnh được. Nước của chúng ta thì chắc chắn 100% nó là chất điện ly yếu rồi, đúng không ạ? CH5OH nó là rượu, thì anh này là chất không điện ly. Không điện ly các bạn nhớ nha. Và cuối cùng KOH là bazơ mạnh. Bazơ mạnh. Nên chắc chắn 100% anh KOH này nó là chất điện ly mạnh. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A, được không ạ? Polyvinyl nào có thể sử dụng làm chất dẻo? Nào các bạn nào biết ạ? Thế thì chất dẻo thì gồm gì ạ? Chất dẻo nó là gồm polyacrylonitrile này, nó là tơ rồi, nó không phải là chất dẻo. Chất dẻo là chất có tính dẻo, đúng không em? Tính dẻo. Thế giờ thì đố các em biết là polybutadien là thuộc bọn gì? Chất dẻo hay là tơ, hay là chất dẻo này, hay là tơ, hay là cao su? Nào, polybutadien. Đố cả nhà biết đấy, đố cả nhà biết luôn. Các bạn thử làm xem nào. Polybutadien nó là chất gì? Ôi cái này dễ mà, sau này kiểu gì chúng ta đều phải sử dụng đến nó mà. Cái anh polybutadien này của chúng ta nó là gì ạ? Nó là cao su các em nhá. Bạn nào không nhớ thì phải nốt lại, được không? Cellulose là gỗ rồi, đúng không? Bỏ luôn. Vậy ở đây mình chỉ có thể là polyethylene thôi. Và polyethylene của chúng ta thì nó được sử dụng làm chất dẻo, và nó hay được sử dụng làm túi giấy bóng của chúng ta đấy ạ. Cái túi mà chúng ta hay đựng đồ ăn đấy, thì nó là chất dẻo nhá, các bạn nhớ chưa? Ok, vừa phản ứng với HCl mà vừa phản ứng với NaOH. Thì để mà phản ứng được với HCl thì nó phải có nhóm chức NH2, đúng không? Và phản ứng với NaOH thì nó phải có nhóm chức COH, đúng chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Thầy bonus thêm cho các em để chúng ta nhớ được bài nhé, là cái anh amino acid này nó sẽ có tính gọi là tính lưỡng tính các em nhé. Tính lưỡng tính, ok không ạ? Đấy thì những cái phần lý thuyết này nó đơn giản lắm, nhưng mà các bạn lại hay bị đánh rơi cái điểm số hơi bị phũ phàng, nên là thầy cũng hơi tiếc. Chính vì vậy nên là thầy mở ra cái khóa chống liệt hóa lấy gốc cấp tốc lý thuyết hóa dành cho những bạn nào sợ lý thuyết, sợ sai ngu nhá. Anh em nào mà sợ lý thuyết, sợ sai ngu thì có thể vào trong khóa đấy học cùng thầy. Câu số 5. Để thu được kim loại đồng từ dung dịch COSO4 theo phương pháp thủy luyện thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp nào, có thể dùng kim loại nào sau đây? Thì chúng ta phải lưu ý là đây là một phương trình để điều chế anh đồng nhé. Điều chế anh đồng từ COS4. Thế phương pháp thủy luyện là gì ạ? Các bạn còn nhớ? Phương pháp thủy luyện là gì ạ? Bao nhiêu bạn đang theo dõi buổi học ngày hôm nay nhớ được phương pháp thủy luyện là gì? Đấy, đây là về vấn đề lý thuyết đấy các em ạ. Thế thì
Thủy là nước, luyện là điều chế, đúng không? Vậy là điều chế kim loại ra trong nước. Thế thì cái phương pháp thủy luyện này, cái nguyên tắc của nó là sử dụng ganh kim loại mạnh, được không ạ? Đẩy ganh kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối của nó, ra khỏi dung dịch muối của nó. Ok chưa? Ok chưa? Đấy. Kim loại mạnh đẩy kim yếu ra khỏi, kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi muối của nó. Vậy ở đây này, natri mạnh hơn đồng, canxi mạnh hơn đồng, kẽm mạnh hơn đồng, bạc yếu hơn đồng. Vậy tại sao các bạn lại chọn là đáp án C mà không phải là đáp án A và đáp án B ạ? Nào, tại sao các bạn lại chọn là đáp án đúng là đáp án C mà không phải đáp án A và đáp án B? Mà nhiều bạn bị nhầm chỗ này lắm nhá. Thế thì ở tiện đây thì thầy cũng trả lời dành cho các em luôn. Là gì ạ? Là gì? Tại sao ạ? Tại vì anh natri tác dụng với nước, cho vào trong dung dịch này nó tác dụng với dung dịch COS4 mất là toang. Anh canxi để nó tác dụng với nước, được chưa? Vậy ở đây là gì? Chỉ có kẽm mà thôi. Các bạn nhớ nhá, các bạn nhớ chưa? Ok. Rõ ràng là phản ứng giữa metanol. Thế thì những cái bạn nào học lớp 11 mà đang theo dõi buổi học hôm nay phải chú ý này. Nếu các bạn không nắm được tên của ancol và không nắm được tên của axit thì chắc chắn các bạn không thể học khủng chương trình lớp 12 được. Đúng không ạ? Metanol là CH3OH, được không? Mình phải nhớ tên. Axit acetic là CH3COOH, được chưa? Thế bây giờ phản ứng giữa hai này tác dụng với nhau trong môi trường của axit sulfuric thì mình sẽ thu được anh CH3COOCH3 cộng với H2O, được không ạ? Vậy este này của chúng ta là CH3COOCH3. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó chỉ có thể là đáp án B, bỏ, đúng không ạ? Và những bạn nào mà lớp 11 xuất phát sớm thì các bạn ấy hoàn toàn có thể làm được câu này rồi, đúng chưa? Thế nhưng mà rất tiếc là có nhiều bạn lớp 12 bây giờ làm câu này vẫn bị sai. Không phải là vì các bạn không biết, vì các bạn đã làm nhanh quá nên nhầm. Rất là tiếc. Đừng đánh rơi điểm ngu. Đấy là cái câu mà thầy muốn nhắc lại cho các bạn nhá. Câu số 7 ạ. Kim loại mờ, kim loại mờ tác dụng được với axit HCl. Thế thì trong đầu chúng ta phải chạy được là những cái kim loại nào tác dụng được với axit HCl. Thế trong đầu mình phải chạy được như thế các em nhé. Chính cái tư duy làm cho chúng ta khác biệt. Oxit của nó lại bị khử bởi CO. Thế vậy thì những cái oxit nào bị khử bởi CO ạ? Các bạn có nhớ không? Những oxit nào bị khử bởi CO? Thế hợp chung hai cái điều kiện đấy thì mình sẽ tìm được kim loại mờ. Được không? Thế vậy bây giờ chúng ta nhắc lại lý thuyết một tí nhỉ. Kim loại mờ tác dụng được với axit HCl. Vậy điều này chứng tỏ mờ phải đứng trước hydro. Đã tương đương với M phải đứng trước hydro trong dãy điện hóa. Được không ạ? Thế thì anh M nó đứng trước được hydro trong dãy điện hóa thì những anh nào đứng trước hydro trong dãy điện hóa? Thì chúng ta phải thuộc được cái dãy điện hóa. Nhờ, dãy điện hóa là gì ạ? Khi nào ba cần mua áo. Đúng, thầy ghi ra đây nhé. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi. Đấy, vậy là những thằng nào đứng sau này là toang này. Bạc chắc chắn đứng sau nên không thể tác dụng HCl, bỏ luôn. Ok chưa? Tiếp theo ạ, oxit của nó bị khử bởi CO. Thì oxit mà bị khử bởi CO ấy thì nó tương đương với việc là oxit của kim loại này nó phải đứng sau anh gì ạ? Sau anh nhôm, chính xác luôn. Nào vậy đứng sau nhôm thì là gồm những anh nào ạ? Đây, sau nhôm đấy. Kẽm, sắt, niken, thiếc, chỉ. Đứng trước hydro và đứng sau nhôm. Vậy trong này mình chỉ thỏa mãn mỗi anh nào thôi. Chỉ thỏa mãn mỗi anh sắt mà thôi. Anh magie đứng trước nhôm, anh canxi đứng trước nhôm thì oxit của nó không thể nào mà tác dụng được với CO được. Đấy, thì ở đây tiện thể thầy vừa dạy, thầy vừa nhắc lại những cái lý thuyết chú ý nho nhỏ dành cho tất cả các bạn. Thế còn lại về việc mà chúng ta làm hệ thống lý thuyết thì bạn nào mà muốn được thầy hệ thống lại lý thuyết và nhận được thật thật nhiều phần quà của thầy thì có thể đăng ký cái khóa chống ngu lý thuyết, được không ạ? Chống sai ngu lý thuyết của thầy. Bạn nào muốn tìm hiểu về khóa học đó thì có thể là vui lòng inbox cho fanpage nhé. Có rất nhiều phần quà đặc biệt dành tặng cho tất cả các bạn và các em. Câu số 8 ạ.
Chất nào sau đây dễ tan trong nước ở điều kiện thường tạo thành dung dịch có môi trường kiềm? Thực ra những câu này nó rất là dễ nhá, đúng không? Trong lúc mà chúng ta mà gọi là thông thái, chúng ta mà thoải mái thì những cái câu này mình làm rất là ngon lành. Thế nhưng mà chúng ta đặt vào trong cái trường hợp chúng ta vào phòng thi thì liệu chúng ta có làm đúng không? Thế thì chính vì vậy nên là để mà mình thử nghiệm như vậy thì các bạn hãy comment đáp án xuống phía dưới. Là coi như là mình đang ngồi phòng thi, mình làm bài thi nghiêm túc với thầy đấy ạ. Mình học thật nghiêm túc thì thành quả chúng ta sẽ đến với chúng ta theo những gì chúng ta cố gắng. Được không? Câu số 8, chất nào sau đây dễ tan trong nước? Thế thì dễ tan trong nước thì có natri clorua này. Đúng không? Đúng không? K2O là dễ tan trong nước, chứ còn Al2O3 là không tan trong nước này. MgOH 2 lần là cũng là chất kết tủa này. Được chưa? Thế tạo thành dung dịch có môi trường kiềm ạ. Thế NaCl tan trong nước thì nó tạo thành môi trường là môi trường trung tính. Trung tính mất rồi. Đúng không? Vậy thì để tạo thành môi trường kiềm thì chỉ có K2O tác dụng với nước thì nó tạo thành là KOH. Đúng chưa? Đúng môi trường kiềm chưa? Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Bỏ, các bạn nhớ chưa? Rất rất dễ ạ. Rất rất dễ nhá. Những cái chuỗi lý thuyết này các bạn cần phải chú ý, phải làm được chính xác đúng những câu dễ để mình không bao giờ bị sai. Được chưa? Mình làm đến đâu mình ăn chắc đến đấy. 8 điểm thôi là mình cũng đã xịn rồi. 8 điểm thôi là cũng đã thắng được vô hối các bạn rồi. Nếu các bạn cứ bị sai những câu dễ dễ cơ, thế là toang nhá. Mình sang câu tiếp nhé. Câu số 9. Câu số 9 là anh phenol này này là chúng ta học ở hồi lớp 11 nhá. Câu số 9. Phenol. Thế thì phenol này là ở phần kiến thức lớp 11 nhá. Nó vào phần cuối lớp 11 học sau bài ăn côn nên là nhiều bạn hay bị nhầm ở phần phenol lắm. Thế thì thầy nhắc lại một tí phenol. Phenol chúng ta là nó sẽ có tính axit yếu này. Nó có tính axit yếu. Và bởi vì nó có tính axit yếu nên chắc chắn nó sẽ tác dụng được với natri. Chắc chắn nó tác dụng với NaOH. Được không? Tác dụng natri để sinh ra hydro và tác dụng với NaOH để sinh ra nước. Phenol tác dụng với brom để tạo thành kết tủa màu trắng. Đúng không? Đấy là những cái chắc chắn mình làm được. Vậy thì không phản ứng được với NaHCO3. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Không phản ứng được với NaHCO3. Ok nhá. Rồi, dễ chưa? Dễ không? Là các bạn thấy cái buổi live ngày hôm nay với đống đề này có hay không ạ? Chúng ta có 40 câu luyện để chống ngu lý thuyết như thế này. Trong tất cả các kim loại, Wolfram là kim loại gì? Trong tất cả các kim loại thì Wolfram là kim loại gì? Có phải cứng nhất không các em? Wolfram là gì? Có phải nhiệt độ nóng chảy thấp nhất không? Hay nhiệt độ nóng chảy cao nhất? Hay là dẫn điện tốt nhất? Thế thì bây giờ chúng ta tư duy này nhé. Wolfram chúng ta hay nhìn thấy ở đâu? Thì Wolfram ấy thì nó hay được xuất hiện ở bên trong là cái sợi đốt của bóng đèn. Bóng đèn sợi đốt. Nó ở bên trong dây tóc của bóng đèn sợi đốt. Chứ không phải bóng đèn huỳnh quang nhá. Bóng đèn sợi đốt nó có cái sợi xong nó đun nóng cái sợi đấy lên thì nó phát sáng đấy, như mặt trời ạ. Thế thì để mà nó đến cái độ nóng mà nó phát sáng như mặt trời ấy, thì nếu nó mà nhiệt độ nóng chảy thấp nhất thì nó chảy mất à? Có phát sáng được không? Không. Đúng không? Đúng không? Vậy ở đây nó phải là gì ạ? Nhiệt độ nóng chảy cao nhất các bạn nhé. Đấy, đáp án đúng của chúng ta nó phải là nhiệt độ nóng chảy cao nhất. Đấy chưa? Đấy các bạn thấy. Chất nào sau đây được điều chế bằng cách cho axit sulfuric đặc tác dụng với quặng apatit? Ủa ôi! Quặng apatit là gì anh em nào còn nhớ không? Quặng apatit là gì ạ? Đấy! Cái việc mà làm được câu này hay không nó quyết định vào việc mình có nhớ được quặng hay không. Axit sulfuric đặc thì bố nào chả biết. Đúng không? Nhưng mà quặng apatit là căng nhỉ. Quặng apatit là gì? Thầy mình gợi ý nha. Ca3 PO4 tất cả hai lần. Thế vậy bây giờ cho hai anh này tác dụng với nhau thì chắc chắn chúng ta sẽ thu được H3PO4 cộng với lại CaSO1. Thầy không cân bằng nhé. Và ở đây mình sẽ thu được H3PO4. Vậy là điều chế axit gì ạ? Điều chế axit phosphoric nhá. H3PO4 tên của nó là axit phosphoric. Các bạn nhớ chưa? Các bạn nhớ chưa? Nhớ kỹ vào nhá. Ghi lại nhá. Cùng với hai thì chưa hỏi mà các bạn đã comment ở mầm rồi này.
khi đun nóng hỗn hợp sắt với bột lưu huỳnh thì sinh ra muối có công thức là. Khi đun nóng hỗn hợp bột sắt ạ, bột sắt với bột lưu huỳnh ạ, thì sinh ra muối công thức gì? Các bạn có nhớ không ạ? Tạo thành muối gì ạ? Nhớ được câu này là cũng thành công đây này. Bởi vì nhiều bạn bị nhầm câu này lắm nhá, rất nhiều bạn bị nhầm đáp án B các em ạ. Thật mà, thì nói này, những bạn nào chột dạ comment xuống xem đúng không? Có đúng là em bị nhầm không? Những bạn nào bị nhầm comment xuống xem đúng không? Nhiều, thầy dự đoán là câu này nhiều bởi vì ngày xưa thì đi dạy nhiều bạn bị sai lắm. Mà thực tế ra là nếu mà nung sắt với lưu huỳnh thì mình sẽ phải thu được gì cơ? FeS các em nhá. Sắt sunfua. Và đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D cơ. Được không ạ? Đáp án đúng phải đáp án D. Phương trình úi trời ơi. Câu này thì ối đứa sai. Đúng không? Câu này ối đứa sai vì chúng ta không nhớ được. Không nhớ được là nước cứng tạm thời là gì. Nào các bạn thú nhận đi. Bao nhiêu bạn đang theo dõi buổi học ngày hôm nay nhớ được nước cứng tạm thời là gì? Này nếu mà nhớ được thì comment cái công thức comment cái nước cứng tạm thời xuống đây để biết này. Xem nào, thầy đố nè. Nước cứng tạm thời là chứa anion nào? Đố biết đấy. Những đứa nào comment được thì những đứa đấy mới biết. Những đứa nào không biết, không comment là những đứa đấy là không nhớ. Không nhớ là không thuộc, là cả cuộc đời sau này đi thi không thuộc đâu. Xem nào, nước cứng tạm thời ạ. Xem nào, đầu tiên muốn biết để làm mềm được nước cứng tạm thời thì mình phải biết được nước cứng tạm thời là gì đã thì mình mới biết được. Đấy, đây. Đây rồi. Đây các bạn comment đây này, nước cứng tạm thời này. Đúng rồi. HCO3 trừ. Chính xác. Biệt. Điều gì đặc biệt ở anh ion HCO3 trừ này? Đấy, mà để được gọi là nước cứng tạm thời thì cái tên nước cứng tạm thời ấy nó đặc biệt là bởi vì khi mình đun nóng nhẹ lên là nó mất tính cứng nhá. Nước cứng tạm thời nó đặc biệt là bởi vì khi chúng ta đun nóng nhẹ lên thì nó mất tính cứng. Có nghĩa đây này, anh CaHCO3 hai lần này đun nóng nhẹ lên thì nó tạo thành CaCO3 kết tủa CO2 bay lên, vậy là nó mất tính cứng. Đấy chưa? Vậy phương trình mà giải thích được cái cách làm mềm nước cứng tạm thời ở đây nó là đáp án C. Đấy chưa? Anh em thấy hay không? Nào, đấy. 14 thì lại dễ quá nhỉ. Cho CaCO3 vào dung dịch HCl thì thấy có khí X thoát ra. Khí X là. Thế thì cái câu này mình chỉ cần viết được phương trình thôi, đúng không? Này, thế mà ối đứa vẫn làm sai câu này. Thật. Nó làm sai câu này không phải vì nó ngu, mà nó làm sai câu này bởi vì nó khoanh, nó chọn được đúng CO2 rồi nhưng nó lại tô lệch sang đáp án B. Thế mới nhục. Không chỉ ai chẳng biết CaCO3 cộng HCl để tạo thành CO2. Có bạn nào không biết không? Bạn nào không biết comment xem nào. Đúng không? Đây này. Cái gì các bạn? Kim loại sắt tác dụng được với lượng dư dung dịch chất nào sau đây để sinh ra kim loại? Kim loại sắt nhá, tác dụng với lượng dư, chú ý là chất đấy phải dư. Rồi mà yêu cầu phải sinh ra kim loại. Sắt mà tác dụng HN3 đặc nóng là không bao giờ sinh ra kim loại được. Sắt lúc này nó lên sắt dương 3. Đúng chưa? Sắt tác dụng với H24 loãng cũng không sinh ra kim loại được, sắt lên sắt dương 2. Sắt tác dụng với FeNO3 3 lần thì nó tạo thành sắt dương 2. Đúng không? Vậy ở đây đáp án đúng của chúng ta nó chỉ có thể là đáp án B mà thôi. Thế viết phương trình các bạn cùng theo dõi nhé. Sắt tác dụng với Ag NO3 ấy, thì nó sẽ tạo thành, đầu tiên nó tạo thành FeNO3 hai lần trước cộng với lại bạc, được chưa? Do đề bài nó là lượng dư AgNO3 dư nên sắt dương 2 tạo ra, được chưa? Nhiều bạn quên phương trình này. Cộng tiếp với là lượng dư AgNO3, thế này là dư rồi, hết rồi. Bao giờ sắt dư thì mới xảy ra phản ứng số 2. Sorry, tí thì nhầm. Sorry my baby. Ok. Kim loại nào sau đây thuộc nhóm 2A trong bảng tuần hoàn? Cháu nào mà theo dõi cái kênh TikTok Anh Minh Kemit thì cháu đấy chắc chắn làm được câu này. Còn cháu nào mà không làm câu này là phải follow ngay cái kênh TikTok Anh Minh Kemit thì mới làm được. Bởi vì anh Minh Kemit ấy, anh ấy chuyên bán kem và ăn mít. Thì anh có nói rằng là thuộc nhóm 2A thì phải là bé mang cây súng bắn ruồi là những kim loại thuộc nhóm 2A. Được chưa? Nhớ cái này là thắng mà. Vậy là gì ạ? Argon là không nhá.
Kẽm là không nhá, nhôm là không nhá, mà nó phải là gì ạ? Berry. Bé mang cây súng bắn ruồi. Các bạn nhớ chưa? Nhớ kỹ mà. Được chưa? Câu 16 rất hay nha. Đấy, bạn nào mà chưa follow anh Minh Kemit về follow luôn đi kênh TikTok anh Minh Kemit. Ok, câu 10. Ô, câu 17 mất rồi. Sao tự nhiên 16 nhảy ra 18 nhỉ? Chết mắt, chắc mắt thầy lú đấy. Mắt thầy lú đánh số nhầm đấy. Anh em thông cảm nhá. Thông cảm. Soạn nhiều đề quá. Câu 18 này, saccharose là disaccharide có nhiều trong mật mía. Saccharose là disaccharide mà có nhiều trong mật mía. Có nhiều trong mật mía. Hay còn được gọi là đường mía. Thế vậy thì công thức phân tử của saccharose là C12H22O11. Nó là đường mía mà. Ai chả biết, đúng không ạ? Thế mà ối đứa vẫn xài. Sau đây đúng với chất béo ạ. Nào, đúng với chất béo nhá. Đề bài yêu cầu chúng ta là phải đúng với chất béo. Chỉ ở trạng thái rắn trong điều kiện thường. Ui, đây, trạng thái rắn là cái này. Mỡ, mỡ rắn. Thế nhưng mà dầu, dầu là lỏng, đúng không? Vậy nó không phải là chỉ, đúng không? Dầu là lỏng mà, không phải là chỉ. Có thành phần nguyên tố là CHO, tan tốt trong nước. Ui, thầy chất béo mà tan tốt trong nước ấy, thì thầy mình không phải đi tập giảm béo đâu. Thế mình cần nhảy xuống dưới nước, xong nhúng 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 mấy phát, đúng không? Xong nhảy lên, thế là chỉ còn xương khô. Có phải không? Vậy nó không thể là tan tốt trong nước được. Thế thì cần gì thuốc giảm béo nữa, cần gì đi tập gym nữa, làm gì, đúng không? Không tham gia phản ứng thủy phân, sai, chất béo vẫn thủy phân. Em nhúng miếng mỡ vào trong dung dịch axit vẫn thủy phân chứ, đúng không? Vậy ở đây là gì ạ? Đặc điểm đúng với chất béo là gì? Có thành phần nguyên tố là C, H và O. Các bạn nhớ nhá. Câu 19 ạ, đáp án đúng chúng ta phải là đáp án B. Có thành phần nguyên tố là C, H và O. Nào, các bạn còn nhớ thành phần chính của hỗn hợp Termit đọc này sợ nhỉ? Chuyên hàn này đường ray. Thế thì thầy gợi ý chúng ta thế này nhé. Hỗn hợp Termit là cái hỗn hợp mà sử dụng một cái nhiệt lượng lượng cực kỳ lớn để điều chế ra một anh kim loại, và kim loại này để sử dụng hàn đường ray. Thế thì vậy là đường ray thì được dùng làm gì? Đường ray được sử dụng bằng cái kim loại nào? Thì đường ray là hay là sử dụng bằng kim loại sắt. Vậy cái hỗn hợp này là phản ứng làm sao đó nó phải sinh ra sắt. Đúng không? Thế thì không thể là anh nhôm và anh Al2O3 được, tại vì hai này không có phản ứng với nhau mà không sinh ra sắt. Đúng chưa? Không thể anh Al2O3 và anh sắt được, bởi vì hai này không phản ứng với nhau. Được chưa? Al2O3 và Fe3O4 cũng không phản ứng với nhau. Vậy ở đây mình chỉ có thể là hỗn hợp gồm nhôm và Fe2O3. Phản ứng này xảy ra với nhiệt lượng cao tạo thành Al2O3 cộng với lại sắt. Các bạn nhớ chưa? Đấy, thì đây chính là hỗn hợp Termit chuyên để sử dụng hàn đường ray xe lửa. Và hàn đường ray xe lửa thì người ta sử dụng bằng phản ứng gọi là phản ứng nhiệt nhôm. Các bạn nhớ chưa? Phản ứng nhiệt nhôm. Bạn nào không nhớ thì nốt lại nhé. Đây là hỗn hợp Termit. Ok, Na8O2 nhá, được tạo bởi từ một axit Y và một ancol Z. Vậy Y không thể là, có nghĩa là axit này không thể là thằng axit nào. Thế giả sử axit này là C3H5COH đi. Thì este nó sẽ là C3H5COO này. C5H8, vậy là 5 này trừ đi 3 này. Thì còn là trừ đi 3 trừ đi 1 4, trừ đi 1 thì còn C. 8 trừ đi 5 thì còn H3. Thằng này được nhỉ? Thằng này được. Đúng chưa? Thế anh CH3COH xem nào. CH3COO. C5 trừ đi 2 thì còn là C3H8 trừ đi 3 bằng H5, vẫn được, vẫn thỏa mãn được. C2H5COO. CH5CO. Thì chỗ này là 5 trừ đi 3 thì còn C2H3. CH3 thì nó là chính là anh này này. C2H5COO CH nối đôi CH2. Các em nhìn thấy không ạ? Anh này thì được tạo bởi từ một axit nhưng không thể được tạo bởi từ một ancol, bởi vì anh ancol này không tồn tại. Được chưa? Đấy, chỗ này là các bạn hay bị nhầm, hay bị toang ở đây, đúng không? Vậy ở đây Y không thể là đáp án C. Hiểu chưa? Không thể là C nhá. Không thể yêu, không thể yêu C được. Các bạn đừng học hóa ra công thức nhé. Học hóa ra công thức khổ lắm mà nhục nữa. Hòa tan hoàn toàn mờ gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO bởi CO dư
ở nhiệt độ cao thì thu được CO2 số mol là 8,96 mà chia 2,4 thì bằng 0,4 mol. Và chất rắn là 17,6 gram. Được không ạ? Đề bài hỏi giá trị của M thì có phải mình sẽ có M chính bằng khối lượng của chất rắn cộng với lại khối lượng của oxy trong oxit phản ứng đúng không? Khối lượng chất rắn biết rồi bằng 17,6. Khối lượng của oxy trong oxit thì bằng 16 lần N oxy trong oxit. Vậy mình chỉ cần tìm N oxy trong oxit thôi. Mà mình có N oxy trong oxit thì chính bằng N của CO2 bằng 0,4. Vậy suy ra mình có M bằng 17,6 cộng 16 nhân 0,4 bằng bao nhiêu các em ơi? Các bạn bấm máy tính hộ thầy được không? Đừng bắt thầy bấm máy tính. Già rồi, bắt một ông già bấm máy tính buồn lắm. 0,4 bằng bao nhiêu ạ? 24 đúng không các em? 24, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Đấy, mình chỉ cần làm. Thực ra nhé, để được điểm cao hóa nó không quá khó đâu. Chúng ta chỉ cần làm đúng những cái câu mà dễ thôi là mình đã ăn được chắc 8 điểm rồi. Và 8 điểm nó đã là một cái điểm cực kỳ gọi là hạnh phúc rồi. Đúng không? Trước khi nghĩ đến mốc 9, những mốc cao hơn mình phải ăn chắc được mốc 8 đã. Ngày xưa ấy, trong lúc thầy dạy ấy, có rất nhiều bạn làm đề bài hỏi chất phát biểu sai nó đi chọn phát biểu đúng. Mà đề bài hỏi phát biểu đúng nó lại đi chọn phát biểu sai. Thì đấy là cái câu chuyện mà chúng ta không đọc kỹ đề bài và không gạch chân từ chốt. Các em phải gạch chân từ chốt thì chúng ta mới thành công được. Câu 23 nhá, phát biểu sai. Trong dung dịch NH3 glucose oxy hóa Ag2O3 thành bạc, đúng hay sai? Đúng hay sai? Glucose oxy hóa Ag2O3 thành bạc. Này đố các bạn trả lời đúng đấy. Mình có này, bạc cộng biến về bạc không đúng không? Bạc cộng biến về bạc không, vậy ở đây khử tăng, các bạn nhớ nhé. Khử tăng. Khử thì tăng, có nghĩa khử thì số xóa tăng. O thì giảm, có nghĩa là số xóa giảm. Khử tăng, O giảm. Được chưa? Thì cái khử nó tăng, O nó giảm, vậy ở đây bạc cộng về không, vậy là O giảm, vậy nó bạc cộng là tính oxy hóa. Bạc cộng là tính oxy hóa. Vậy thì thằng glucose nó phải là tính khử. Nó phải là tính khử. Được không ạ? Bạc cộng tính oxy hóa. Glucose bắt buộc phải là tính khử. Vậy thì glucose không thể oxy hóa được. Vậy phát biểu sai này của chúng ta nó là phát biểu A sai. Còn B nhá, dung dịch glucose hòa tan được CO2 này là đúng nhá các em nhá. Bởi vì tại sao ạ? Các bạn biết tại sao glucose hòa tan được CO2 hai lần đúng không ạ? Lý do gì khiến glucose hòa tan được CO2 hai lần? À, bởi vì là glucose của chúng ta có OH đa kè các bạn nhé. Còn glucose phản ứng với hydro sinh ra sorbitol thì đơn giản rồi, đúng không ạ? Bởi vì nó có nhóm chó nên chắc chắn nó sinh ra sorbitol. Thủy phân tinh bột thì thu được glucose thì cũng chính xác, đúng không? Quá dễ. Câu 24 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào? Lúc mà hỏi sai thì đi để chọn ý đúng. Mà lúc mà hỏi đúng thì lại đi chọn ý sai. Đấy là những cái chuyện, đấy là những câu chuyện thường nhật của những cái bạn mà bị sai mất 3-2 câu đầu. Lủng mất tầm 2-3 câu đầu là nhục rồi. Câu 24. Phát biểu nào sau đây là đúng? Cao su có tính đàn hồi, gồm cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp. Cao su có tính đàn hồi đúng, gồm cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp đúng. Những phân tử polymer trong tơ có mạch phân nhánh là sai. Mạch không phân nhánh, kém bền nhiệt thì đúng. Hầu hết polymer đều dễ bay hơi, dễ đóng chảy. Đây, polymer đấy ạ. Polymer mà dễ bay hơi và dễ đóng chảy thì tóc của thầy Minh với cái nhiệt độ ở ngoài Hà Nội như này là nó bốc hơi hết rồi. Thế thầy Minh thành sư cọ rồi. Đúng không? Và chúng ta nhìn thấy ở đây ngồi trước mặt các em là một thầy Minh. Râu tóc đầy đủ. Đúng không? Chỉ hơi hói hói một tí thôi. Chứ không phải là một ông minh sư cọ, nên chắc chắn không phải là polymer dễ bay hơi và dễ đóng chảy, đúng không? Tơ láp san, tơ ni lông 6,6 đều tạo từ phản ứng trùng hợp là sai. Nó phải được tạo từ phản ứng trùng ngưng cơ, đúng không? Vậy phát biểu đúng này của chúng ta nó phải là phát biểu A các em nhé. Bạn nhớ chưa? Úi dồi ôi, câu 25 này vừa mới làm bên trên xong. Vừa làm bên trên xong em comment đáp án gì thế nào? Chất điện lý mạnh của chúng ta gì? C3COH là chất điện lý yếu. H2CO3 điện lý yếu, H2S điện lý yếu bởi vì bọn nó đều là axit yếu nhá.
Thì ở đây chất điện ly mạnh của chúng ta chỉ có anh NaOH thôi. Anh NaOH là anh bazơ mạnh nên nó là chất điện ly mạnh, các bạn nhớ nhá. Câu 26 ạ. Trong các chất dưới đây, chất nào là glycine? Úi dồi ôi. Dễ quá. Thế thì thầy bảo này, glycine ấy, bạn nào mà không thuộc cái công thức của nó ấy, thì có nhớ cho thầy phân tử khối glycine là gì không? Thầy chỉ ra cách làm mà chúng ta không phải nhớ công thức. Thì lúc nào thì cũng ra rả là chúng ta phải thuộc phân tử khối của glycine đúng không? Thì glycine phân tử khối bằng bao nhiêu ạ? Bằng 75. Thế bạn mà thuộc cái này á, bấm máy tính thử xem này bằng bao nhiêu? Anh này bằng bao nhiêu? Anh này bằng bao nhiêu? Anh này bằng bao nhiêu? Đúng không? Và bấm máy tính thử thì mình biết nó chỉ có thể là đáp án C mà thôi. Đúng kìa. Dễ chưa? Nhờ, cuộc sống nó đơn giản. Lâu nay không rảnh chơi phây. Tại sao? Tại vì mãi ôn thi, mãi ôn lý thuyết cùng thầy Minh nên là lâu nay không rảnh chơi phây. Được chưa ạ? Vậy anh này là kim loại kiềm thổ, nhôm, kẽm, đúng chưa ạ? Vậy chỉ có gì thôi? Kali. Các bạn nhớ chưa? Toàn các chiêu giải mà chúng ta không bao giờ bị sợ lý thuyết nữa nhá. Đấy, tác dụng ăn đầu ba loãng nhé. Chúng ta lưu ý này, khí không màu hóa nâu trong không khí, đây là những từ chốt. Khí này phải không màu và hóa nâu. Nitơ pentaoxit N2O5, nitơ dioxit, thằng này có màu nâu đỏ, không phải là không màu nên loại luôn. Nitơ monoxit NO là không màu. Xong để một khoảng thời gian trong tự nhiên nó chuyển thành NO2, vậy là không màu mà bị hóa nâu trong không khí là C. Nitơ dioxit, dinitơ oxit N2O, khí này khí gây cười trong bóng cười. Nó không phải là khí không màu bị hóa nâu. Không màu bị hóa nâu của chúng ta nó là gì ạ? Nitơ monoxit này. Thế mà ối đưa vẫn sai được câu này các em ạ. Thế mới tài chứ. Thôi, đừng có bị gà rù mà bị sai câu này nhá. Được không? Sao này buồn lắm. Câu tiếp theo ạ, câu số 29. Đây này, phần polymer là phần mà các bạn sợ này. Polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng ạ? Polymer nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng ạ? Nào, anh polymer nào được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? Các bạn có thể chiến đấu với thầy được không ạ? Nào, anh polymer nào được điều chế bằng trùng ngưng? Thì để được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng ấy nhá. Để được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng thì polyethylene là trùng hợp, styrene là trùng hợp. Tại vì đây, polyethylene là đi ethylene đi từ monomer là ethylene thì đúng trùng hợp chưa? Styrene là đi từ monomer. Đây. Cũng như này là nhìn thấy trùng hợp chưa? Vinin clorua là đi từ monomer là vinin clorua. Đây, trùng hợp chưa? Vậy ở đây chỉ có anh B hexametilen adipamid là trùng ngưng bởi vì nó đi từ anh hexametilen diamin. Hexa metilen diamin. Trùng ngưng cùng axit adipic. Được chưa? Đấy các bạn nhớ nhá. Vậy câu 29 của chúng ta, polymer được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng, đáp án đúng là đáp án B. Bỏ. Các bạn nhớ chưa? Nhớ kỹ nhá. Phải lưu lại đấy. Không quên, polymer là phần chúng ta sợ nhất. Câu 30 nào. Nào câu 30 nào. 30 lại là về tơ tổng hợp này, phần chúng ta sợ này, thầy vừa mới nhắc xong này. Câu 30 chúng ta làm theo phương pháp loại trừ nhá. Các em mạnh mẽ lên. Mạnh dạn làm. Vậy ở trong này những thằng nào là tơ thiên nhiên, tơ tự nhiên? Tơ tằm là tơ tự nhiên, bỏ này. Đúng chưa? Đấy. Thế những tơ nào là tơ bán tổng hợp? Những tơ nào là tơ bán tổng hợp? Visco là bán tổng hợp, đúng chưa? Acetat là bán tổng hợp. Ok chưa? Vậy ở đây số tơ tổng hợp chúng ta chỉ còn có nilon 6,6 này, capron này và nitron này. Vậy mình còn mấy? 1, 2, 3 anh. 3 anh là tơ tổng hợp. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bò các em nhá. B bò các em nhá. Vậy này, ở đây chúng ta nốt lại một chút. Là những cái tơ nhân tạo hay còn được gọi là tơ bán tổng hợp, các bạn nhớ nhá. Nó là tơ visco và tơ acetat, được không? Nó là tơ visco và tơ acetat. Mình chỉ cần nhớ được hai anh đấy thôi. Nhá. Mình chỉ cần nhớ anh đấy. Đúng rồi, vứt
1, 2, 4, chính xác luôn. Thực hiện phản ứng hoàn toàn nhiệt nhôm, anh Fe2O3 với 8,1 gam nhôm trong điều kiện không có không khí thì thu được chất rắn X. Được chưa? Trong điều kiện không có không khí thu được chất rắn X. Chất rắn X này cho tác dụng với NaOH dư thì thu được hydro, và số mol hydro này của chúng ta là bằng 3,36 chia 2,4 bằng 0,15 mol. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Thế vậy nhá, bây giờ đề bài hỏi giá trị của M là bằng bao nhiêu, có nghĩa là giá trị của Fe2O3 là bằng bao nhiêu. Thế thì các bạn hay sợ câu này, các bạn cùng xem thì thầy chinh phục câu này nào nhá. Fe2O3 mà tác dụng với lại nhôm để tạo thành X. Vậy điều này chứng tỏ rằng là anh X chắc chắn Fe2O3 mà cộng nhôm thì nó sẽ tạo thành FeAl2O3. Nhưng anh Fe này thì không tác dụng với NaOH dư. Anh Al2O3 này không tác dụng với NaOH dư mà sinh ra hydro, mà nó lại chỉ tác dụng với NaOH dư mà sinh ra NaAlO2 thôi. Nên cái việc mà sinh ra hydro này không phải của sắt, cũng không phải của Al2O3. Vậy nó là của thằng nào? Thì nó chỉ có thể là của thằng nhôm. Bởi vì chỉ có nhôm mới tác dụng với NaOH dư mà sinh ra hydro thôi. Vậy trong này chúng ta có nhôm dư. Được chưa ạ? Thế số mol nhôm ban đầu thì bằng bao nhiêu? Bằng 8,1 mà chia cho 27 thì bằng 0,3 mol. Số mol nhôm ban đầu bằng 0,3 mol. Được không ạ? Do số mol nhôm ban đầu của chúng ta bằng 0,3 mol. Thế bây giờ mình tìm số mol nhôm dư được không? Được. Nhôm mà tác dụng với NaLO2 thì tạo thành Na. NaOH thì tạo thành NaLO2, nhôm là nhôm dương 3. Đúng không? Vậy mình đi bảo toàn electron. Mình có nhôm dư, nhôm không lên nhôm dương 3. 3 lần số mol nhôm dư nhé các em nhá. 3 lần số mol nhôm dư thì bằng hydro từ hydro dương 1, hydro từ hydro dương 1 về hydro 0. Vậy là 1 trừ 0 bằng 1, nhân 2 bằng 2, 2 nhân 0,15. Vậy mình tìm được số mol nhôm dư. Nó bằng là 0,3 chia 3 bằng 0,1. Được chưa? Số mol nhôm dư bằng 0,1. Thế bây giờ câu chuyện chúng ta nó quay trở lại rất rất đơn giản, bởi chúng ta sẽ đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nhôm. Mình có này, nhôm của mình ban đầu chỉ nằm trong nhôm. Đúng không? Nhôm sau phản ứng nằm trong nhôm dư. Nằm trong nhôm dư. Nằm trong Al2O3. Trong Al2O3 này của chúng ta có hai nhôm. Vậy điều này chúng ta sẽ tìm ra được số mol của Al2O3, đúng không các em? Bằng bao nhiêu ạ? 0,3 trừ 0,1 bằng 0,2. 0,2 chia cho 2 thì bằng 0,1. Vậy số mol Al2O3 chúng ta bằng 0,1. Thế sau khi mình tìm được số mol Al2O3 bằng 0,1 rồi thì câu chuyện cuối cùng của thầy trò Đường Tăng đi tìm kinh đó là bảo toàn nguyên tố gì ạ? Oxy. Oxy trước phản ứng nằm trong Fe2O3. Và trong Fe2O3 này có 3 oxy. Oxy sau phản ứng chỉ nằm gọn lỏn trong anh Al2O3. Và trong anh Al2O3 này cũng có 3 oxy. Vậy số mol nó bằng nhau. Vậy suy ra số mol Fe2O3 của chúng ta bằng 0,1. Được chưa? Và với số mol 0,1 này chúng ta sẽ tìm được khối lượng là 0,1 nhân với phân tử khối là 160 thì bằng 16 gram. Ok chưa? Anh em có hiểu không ạ? Nào, anh em có hiểu bài này không ạ? Nếu mà hiểu bài này thì tiếc gì một team cho chú Minh nhỉ? Ok ạ, chú Minh giảng kỹ như này cho các bạn còn gì nữa. Đến kể cả không hiểu gì cũng được moi não ra nhét lại cho vào hiểu cái này thì. Ok ạ, cảm ơn sự cổ vũ rất là nhiệt tình của tất cả các bạn và các em. 32. Cho 30 gram. Cho 30 gram glycine. Glycine. Thì vừa nãy thầy có nói là phân tử khối của glycine bằng 75. Thì chúng ta sẽ tìm được số mol của glycine là mình lấy 30 chia 75 bằng 0,4 mol. 0,4 mol glycine. Tác dụng hoàn toàn với NaOH dư thì thu được muối. Vậy mình có công thức của muối nhé. Công thức của muối nó sẽ là gly bỏ 1 hydro cộng 1 natri cũng là 0,4 mol. Và mình tìm được M muối
nó bằng là 0,4 nhân với phân tử khối G ly là 75, trừ 1 hiro là trừ 1, cộng natri là cộng 23, bằng bao nhiêu ạ? 75 này cộng 22 này bằng nhân 0,1 này bằng 9,7 gram. Ố, m gram muối mà. 0,4, à đây là nhân 0,4, sorry. Nhân 0,4 thầy đi nhân 0,1. Được chưa ạ? Xem nào. 0,4 này nhân với 75 cộng 22 bằng, bấm lỗi đấy ạ, 38,8 gram các em nhé. 38,8 gram m gram muối. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Các bạn nhớ chưa? Ok, amino acid amino acetic thì nó chính là ALA đấy ạ. 0,2 mol. Tác dụng với dung dịch cao hắt, mình tìm được số mol cao hắt bằng 1 nhân 0,25 bằng 0,25. Sau phản ứng thu được dung dịch X. Đấy, vậy mình có dung dịch X của mình gồm ALA này có một nhóm COH thôi nên ăn một kali để nó tạo thành ALA. Bỏ đi một hydro cộng một kali đúng không ạ? Đấy, bỏ một hydro này cộng một kali này vào. Và gì ạ? Số mol ALA bằng 0,2, vậy đây là 0,2. Vậy mình đi bảo toàn kali thì kali ở vế trái là 0,25 mà kali vế phải mới có 0,2 thôi. Vậy điều này chứng tỏ là còn cao hắt dư. Cao hắt dư là 0,25 trừ đi 0,2 bằng 0,05. Và hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm được m muối. Nó bằng là 0,2 nhân với phân tử khối của ALA là 89 trừ đi 1 và cộng với lại kali là 39 cộng với khối lượng của cao hắt dư là 56 nhân với 0,05 bằng bao nhiêu ạ? Bằng bao nhiêu các bạn? 0,2 nhân mở ngoặc đơn này 89 này cộng với 38 này đóng ngoặc đơn này cộng với 56 nhân 0,05 này bằng này. Wow, 28,2. 28, ô sao của thầy nó lại, xem nào, 0,2 nhân với 89 trừ đi amino acetic. À thôi chết rồi, amino acetic không phải ALA, thầy bị nhầm. Đây CH2 NH2, anh này phải là Gly. Úi dồi ôi, toang đấy, toang chưa, toang chưa, nó phải Gly ạ, Gly nhá. Vậy đây phải là Gly. Được chưa? Và Gly thì phân tử khối bằng 75. Thàm nào bấm toàng. Tí toàng. 75 bằng 25,4 gram các em nhá. 25,4 gram. Đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án B. Các bạn nhớ nhá. Đấy. Tí là thể toàng. Được chưa? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi cái buổi học ngày hôm nay. Những cái việc mà các em share cũng như là comment bình luận nó chính là cái động lực để thầy có thể thực hiện các buổi live stream cũng như soạn những cái đề chất hơn dành cho các em. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Bạn nào mà quên chưa share cho thầy thì nhớ share cho thầy nhá. Nhớ ủng hộ thầy nhá. Đấy, vì một cái đề hay ạ. Câu 34. Một câu rất hay và ở đây bây giờ thầy sẽ dạy chúng ta một skill giải nhanh. Với câu 34 này để chúng ta không phải chật vật nữa. Chúng ta không phải vất vả giải những câu như câu 34 nữa. Thì cái skill này thì cái đầu tiên mà thầy muốn nói với chúng ta đó là những cái bài mà dạng bài mà có hỏi về tấn này, các em cứ nhớ thầy là kg, tấn hay là tạ hay là yến thì ta coi như gam. Coi như gam để tính toán, được không ạ? Mình coi như gam để tính toán. Ok nhá. Kg, tấn, tạ, yến thì mình coi như gam. Ok chưa? Thế vậy này, cellulose, sen, phân tử khối của sen là 162N. Được chưa? Vậy mình tìm được số mol. Riêng tính về cái số mol của cellulose thì có một kỹ năng là chúng ta bỏ N đi nhé. Chúng ta chỉ lấy 162 thôi. Đáng nhẽ phân tử khối là 162N. Nhưng trong tính toán để chúng ta làm khủng hơn thì chúng ta bỏ N đi. Vậy số mol của nó sẽ là 81 chia 162 bằng 0,5 mol. Sản xuất cellulose trinitrat, cellulose lose trinitrat. Nhiều bạn quên cái này. Bạn nào mà quên thì cần nhớ là phân tử khối nó bằng 297. Và thầy nhắc lại chúng ta cái công thức của nó là C6H2O
C6 C6 H10 O5, sorry ạ. C6 H10 O5 thì cái O này cái H này phải trừ đi 3, vậy là còn H7. O5 trừ đi 3 còn 2. NO3 tất cả 3 lần. Được không ạ? Đấy thì phân tử khối nó bằng 297. Thì hiệu suất phản ứng tính theo cellulose là 90%, 90% thì bằng 90 phần 100 bằng 0,9. Vậy mình có này. 0,5 nhân 1 chia 1 bằng 0,5. Thuận nhân với hiệu suất nhân 0,9 bằng 0,45. Vậy đến đây mình tìm được khối lượng của cellulose trinitrat bằng 0,45 nhân với 297 thì bằng bao nhiêu? 0,45 nhân 297 bằng 133,65. Các bạn thấy chưa? 133,65. Các bạn thấy ngon lành cành đào câu này chưa? Thấy skill của chúng mình kinh khủng không? Anh em nào thấy skill này kinh khủng thì thả một chấm một tim cho chúng mình vui này. Nhà tiếc gì không một xe cho một cái skill kinh khủng như thế này. 133,6. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Xịn chưa? Những chiêu này xịt xò chưa? Câu này bị nhầm rồi. Câu này bị lỗi rồi. Cái câu 35 này bị lỗi cái chỗ phần này rồi. Không xóa là cái này. Yeah, chỗ này bị lỗi mất cái đoạn ở dưới này nhá. Các em bỏ cái đoạn ở dưới này đi nhá. Chỉ lấy đoạn ở trên thôi. Câu 35 này này. Cho 23,4. Thằng nào nãy thấy thiếu mất câu 19 nhỉ các em nhỉ? 23,4 gam hỗn hợp gồm CaCO3 này, MgCO3 này, tỷ lệ mol là 3 chia 2 này. Vậy anh này mình đặt nó là 3A, thì anh này nó là 2A. Thì ngay lập tức mình có mối quan hệ về khối lượng là 23,4 thì bằng này 100 nhân 3A cộng với phân tử khối anh này, 24 cộng 60 là 84 nhân 2A. Và hoàn toàn tới đây mình tìm được A. Được chưa? Bằng này 100 nhân 3 cộng 84 nhân 2 bằng 23,4 chia N bằng 0,05. A bằng 0,05. Tan hết trong dung dịch HCl dư thì mình thu được CaCO3, thì mình cũng thu được là gì? CaCO3 thì mình cũng thu được CO2. Mà MgCO3 thì mình cũng thu được CO2. Đúng không? Là khí. Và dung dịch thì gồm CaCl2 và MgCl2. Đúng không các em? Được chưa? Đề bài hỏi chúng ta là giá trị của V là thể tích CO2. Thế thì mình tư duy này, mình chỉ cần bảo toàn carbon trong CaCO3 và MgCO3 là ra được CO2 là xong. Thế mà A mình biết rồi, A ở đây bằng 0,05, vậy 2A bằng 0,1, 3 bằng 0,15. Vậy câu chuyện chúng ta là đi bảo toàn nguyên tố carbon. Thì carbon ban đầu trong phản ứng chỉ nằm trong CaCO3. Một lần số mol CaCO3 do một carbon. Trong MgCO3, một lần số mol MgCO3. Thì bằng trong CO2 chỉ có một lần số mol CO2. Vậy bằng là 0,15 cộng 0,1 bằng 0,25. Số mol CO2 của mình bằng 0,25. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được khối, mình tìm được thể tích là 0,25 mà nhân 2,4. 0,25 nhân 2,4 thì có phải là bằng 5,6 không ạ? Đáp án đúng đáp án C. Câu bài tập rất dễ. Đây ạ, câu 36 này có phải câu các bạn sợ không? Câu 36 này có phải là câu mà anh em sợ không? Mình có ạ. Thí nghiệm theo các bước như sau: ancol isoaminic acid acetic kết tinh vào khoảng 20 ml, hay là muốn đặt vào ống nghiệm khô và lắc đều. Chưa hiện tượng gì. Đưa ống nghiệm vào nồi nước nóng 15 phút, lấy ra và làm lạnh. Thế thì ở bước 2 này chắc chắn là xảy ra phản ứng este hóa bởi vì của ancol và axit. Nhá, nên đây là phản ứng este hóa này. Chắc chắn là phải ra phản ứng este hóa. Vậy cái nhận định A này, tại bước 2 xảy ra phản ứng este hóa là đúng. Rót thêm vào ống nghiệm 10 ml NaCl bão hòa thì dung dịch tách làm hai lớp. Tại sao lại tách làm hai lớp? Tại vì cái NaCl này vào nó sẽ làm cho tăng cái trọng lượng riêng của cái hỗn hợp gồm có axit và ancol và nước. Nó làm tăng cái, nên là nó sẽ dẫn đến là gì? Nó sẽ dẫn đến nó đẩy cái bọn este nổi lên bên trên.
nên tách thành hai lớp. Lớp hai lớp là một lớp là dung dịch gồm có nước này, axit ancol phía dưới và este này nổi lên bên trên. Được chưa? Nên tách hai lớp, B đúng. Có thể thay nước lạnh trong cốc 3 bằng dung dịch NaCl bão hòa. Sao lại có thể thay nước lạnh trong cốc 3 bằng dung dịch NaCl bão? Có nghĩa là có thể thay dung dịch NaCl bão hòa trong cốc 3 bằng nước lạnh. Nếu mà thêm nước lạnh vào thì không không được. À đây đây đây. Không được đúng không? Không được. À đây không được, nên nó phải là cái này. Đây. Sau cốc 3 hỗn hợp chất lỏng thu được có mùi chuối chín. Đúng rồi, bọn này tác dụng với nhau thì nó tạo thành là isoamin acetat là dầu chuối, chính xác. H2SO4 đặc nóng đóng vai trò là chất xúc tác và hút nước để chuyển dịch cân bằng, chính xác. Vậy ở đây chúng ta có A, B, D, E, 4 phát biểu đúng, đáp án đúng đáp án C. Nhá. 4 phát biểu đúng. Ok, là một trong số những câu mà lý thuyết của các bạn sợ đúng không? Ở điều kiện thường thì các kim loại đều có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước là sai. Li ti nổi trên nước, khối lượng riêng nó nhỏ hơn. Nhá, các bạn nhớ chưa? Sai. Vì có li ti nhỏ hơn nên nó nổi. Cho dung dịch BaOH này lần dư vào dung dịch Al2S4 thu được kết tủa chắc chắn rồi. Bởi vì mình có ion Ba2 cộng và S42 trừ thì chắc chắn mình thu được kết tủa BaSO4. Còn AlOH 3 lần nhá thì do OH trừ dư nên nó tan nên không có kết tủa này. Các kim loại đều chỉ có một số xóa duy nhất trong hợp chất sai. Số xóa sắt có sắt dương 2, có sắt dương 3. Sai lẻ. Cho khí hydro dư đi qua hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO đun nóng thì thu được sắt và đồng, chính xác. Hai cái chính xác rồi. Cho thực vật cũng là một loại phân kali vì chứa K2CO3, chính xác. Vậy mình có 3 phát biểu đúng. Đáp án đúng đáp án đây. Kinh chưa? Dã man chưa? Đấy. Mình phải làm được những câu này các em ạ. Thì những câu này nó phải, mình phải có một cái kiến thức tổng hợp nó nhiều và mình phải làm nhiều. Làm nhiều nó thành quen à. Câu 38. Cho các phát biểu sau. Chắc ở đây hỏi là số phát biểu đúng là. Số phát biểu đúng là. Thầy Minh chế thêm đề. Thủy phân, tripalmitin và etinacetat đều thu được ancol, chính xác. Tripalmitin và thủy phân thì mình thu được glycerol. Etinacetat thủy phân mình thu được ancol etylic thì cả hai thằng đều là ancol nên đúng. Mỡ động vật và dầu thực vật đều chứa nhiều chất béo, chính xác. Hydro hóa triolein thu được tripalmitin là sai, mình thu được tristearin. Được chưa? 4. Thủy phân vinin format thu được hai sản phẩm đều phản ứng trắng gương. Vinin format là HCOO CH nối đôi CH2. Thủy phân trong môi trường nước mũi tên hai chiều thì thu được HCOH và CH3CSO. HCOH trắng gương và CH3CSO cũng trắng gương nên 4 đúng. Phân tử axit glutamic có nguyên tử 5 nguyên tử carbon, chính xác. Hợp chất alagly hòa tan được COH 2 lần tạo phức màu tím là sai, bởi vì anh này chỉ là dipeptide mà nó phải là từ tripeptide trở lên nhá. Nên sai. Mình có 1 2 3 4. 4 ạ. Kinh chưa? Nào, câu 39 à. Thôi 39 anh em có chọn đáp án gì thử comment xem nào. SO4 ở điện cực trơ thì thu được khí oxy ở anode, chính xác. Bởi vì anion S42 trừ không bị điện phân nên oxy thu ở anode. Cho hydro dư đi qua Fe2O3 và Al2O3 đun nóng thu được sắt là đúng rồi, nhưng không thu được nhôm tại vì hydro không khử được Al2O3. Hydro nó chỉ khử được các cái anh oxit của kim loại đứng sau nhôm thôi. Nhúng thanh sắt vào dung dịch COS4 xuất hiện ăn mòn điện hóa. Thì mình phải nhớ nha, ăn mòn điện hóa nó phải thỏa mãn 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là hai cặp điện cực khác nhau bằng bản chất. Điều kiện thứ hai là tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau. Điều kiện thứ ba là trong môi trường dịch chất điện ly. Thì sắt vào đồng thì chắc chắn mình sẽ có cặp là sắt đồng, đồng bám trên bề mặt sắt. Tiếp xúc trực tiếp trong môi trường dịch chất điện ly, vậy chắc chắn ăn mòn điện hóa. Ok chưa? Kim loại dẫn điện tốt nhất là bạc, chính xác. Dung dịch FeCl2 dư vào AgNO3 thu được chất rắn chỉ có AgCl, Cl trừ cộng bạc cộng tạo thành AgCl đúng. Nhưng các bạn quên mất một điều rằng còn có sắt 2 cộng
cộng với bạc cộng để tạo thành sắt 3 cộng cộng bạc, nên trong cái tủa còn phải có bạc nữa, vì vậy nên E sai. Vậy ở đây mình có A, C, D là đúng, vậy không đúng chỉ có B và E. Lưu ý ở đây để bài hỏi không đúng nhá, hỡi các con giời. Vậy không đúng đây mấy ạ? B và E, vậy đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D. Anilin không làm đổi màu quỷ tím, chính xác. Glucose còn được gọi là đường nho vì có nhiều trong quả nho chín, chính xác. Chất béo là diete, sai, triete. Phân tử amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh, chính xác. Ở nhiệt độ thường, triolin là chất rắn, rắn sai, thằng này chất béo không no, phải là chất lỏng. Trong mật ong chứa nhiều fructose, chính xác, 40%. Tinh bột là một trong những lương thực cơ bản con người, chính xác. Tơ cellulose trinitrat là tơ tổng hợp, sai, là tơ bán tổng hợp. Vậy số phát biểu đúng là 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ok chưa? Xem có bao nhiêu bạn khoanh liệu lựu lụi đúng. Khoanh lụi đúng hay là khoanh chuẩn đúng đấy? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi buổi học ngày hôm nay. Các bạn chú ý đến lịch livestream của thầy là sẽ liên tục nhá, liên tục vào tối thứ ba, bắt đầu tối thứ tư và tối thứ bảy hàng tuần. Hãy liên tục comment, bình luận và chia sẻ những cái bài tập của thầy, và không quên click vào nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi mà thầy livestream nhá.